mới ban hành thực hiện được hơn một năm, nhưng Nghị định số 08 hướng dẫn luật bảo vệ môi trường năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phải sửa đổi. Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố rà soát số liệu các dự án chăn nuôi, gia súc gia cầm, quy mô công nghiệp, dự án sản xuất về linh kiện, thiết bị điện tử, dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đồng thời đề xuất mức phân loại quy mô, công suất, các loại hình dự án nêu trên, gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20 tháng 5 để tổng hợp báo cáo Chính phủ. Theo đó, với ngành chăn nuôi gia súc, sẽ sửa theo hướng dự án công suất nhỏ dự kiến sẽ có quy mô từ 10 đến 300 đơn vị vật nuôi, có thể là bò, lợn. Hiện quy định là 10 đến 100 đơn vị vật nuôi. Công suất trung bình sẽ là 300 đến 3.000 đơn vị vật nuôi. Quy định hiện tại là 100 đến 1.000 đơn vị vật nuôi. Công suất lớn là từ 3.000 đơn vị vật nuôi. Với ngành sản xuất linh kiện, thiết bị điện, điện tử, dự án có công suất trung bình sẽ có quy mô dưới 2.000 tấn một năm. Quy định hiện tại của Nghị định 08 là dưới 1 triệu thiết bị hoặc dưới 1.000 tấn sản phẩm một năm. Dự án có công suất lớn sẽ có quy mô từ 2.000 tấn sản phẩm một năm. Quy định hiện tại là từ 1 triệu thiết bị hoặc từ 1.000 tấn sản phẩm một năm. Theo Nghị định 08 hiện hành, với dự án nuôi 100 con gia súc bò có quy mô công suất nhỏ, sẽ do Ủy ban Nhân dân huyện cấp phép môi trường. Dự án công suất trung bình do Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp phép môi trường và dự án công suất lớn sẽ do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép. Do đó, việc sửa đổi Nghị định 08 như trên sẽ tăng thẩm quyền của địa phương trong cấp phép, quản lý bảo vệ môi trường các dự án. Mới đây tại thành phố Đà Nẵng, Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an, các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng tổ chức hội thảo hướng dẫn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy cho tổ chức doanh nghiệp tại các tỉnh miền Trung với sự tham gia của hơn 200 đại biểu. Khác với hai hội thảo đã tổ chức trong tháng 3 tại Hà Nội và tại thành phố Hồ Chí Minh, hội thảo lần này tại thành phố Đà Nẵng tập trung sâu vào hướng dẫn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các tổ chức doanh nghiệp trong việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện phòng cháy chữa cháy của Bộ Công an, quy chuẩn 03/2021, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình của Bộ Xây dựng, quy chuẩn 06/2022 và tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy, phương tiện phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình, tiêu chuẩn 3890/2023. Tại hội thảo, các chuyên gia từ Bộ Công an và Bộ Xây dựng đã trao đổi cụ thể với các chủ đầu tư, doanh nghiệp về công tác thẩm duyệt thiết kế, trong đó hướng dẫn một số loại công trình được tiếp tục áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn cũ trong thời kỳ chuyển tiếp, tính toán, thiết kế kết cấu chịu lửa, giải pháp ngăn cháy, giải pháp thoát nạn, trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy. Hội thảo cũng trao đổi những vấn đề xoay quanh công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đối với các công trình thi công sơn chống cháy, vật liệu hoàn thiện trên đường thoát nạn, gian phòng sử dụng chung, các công trình được nghiệm thu từng phần và có thể hoạt động độc lập, không bị ảnh hưởng bởi các hạng mục, công trình đang tiếp tục thi công. Mới bước vào mùa nắng nóng nhưng nền nhiệt tại các tỉnh miền Trung đã lên cao. Nguy cơ cao cháy rừng đã được báo động ở cấp độ 4, cấp độ 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Tại Hà Tĩnh, địa phương thường xuyên xảy ra cháy rừng, vẫn đang tồn tại nhiều vấn đề bất cập trong công tác bảo vệ rừng, đặc biệt là công tác thu gom thực bì, vật liệu dễ cháy tại các khu rừng trọng điểm chưa được quan tâm đúng mức, khiến nguy cơ cháy rừng luôn rình rập. Ghi nhận của phóng viên VTC tại Hà Tĩnh. Đây là khu vực rừng thông dọc tuyến đường lên chùa Hương Tích, là địa điểm khách du lịch thường xuyên qua lại, nhưng thảm thực bì, vật liệu dễ cháy rất dày. Huyện Can Lộc có 800 hectare rừng trọng điểm, nguy cơ cháy rừng cao, nhưng hiện nay diện tích rừng được thu dọn thực bì lại chưa tới 10%. Diện tích rừng đấy là diện tích dễ cháy, mà đơn vị chủ rừng á, thì thứ nhất là về cái việc thu gom vật liệu cháy là chưa đảm bảo được cái tỷ lệ cho phép. Hiện nay thì cái việc là xử lý thực bì tại các cái hai bên ven đường thì hiện nay thì các đơn vị cũng đã phối hợp là tổ chức là phạt dọn hai bên ven đường. Tuy nhiên thì trong rừng thì cái lượng để mà xử lý thực bì thì cũng là chưa đảm bảo. Ban quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh đang quản lý cho 10.000 ha rừng và đất lâm nghiệp. Theo kế hoạch, đơn vị này cần thu gom thực bì trên 700 ha rừng trọng điểm. Tuy nhiên do thiếu kinh phí nên hiện chỉ có 300 ha rừng được xử lý thực bì. Diện tích đang còn hạn chế đó là do thiếu kinh phí để đầu tư cho việc là giảm vật liệu cháy đến các địa bàn trọng điểm này. Mặc dù thiếu kinh phí nhưng đơn vị đã phối hợp với người dân tham gia bảo vệ rừng để là thực hiện các cái diện tích
giảm vật liệu cháy trên cái diện tích là những rừng trọng điểm của đơn vị. Thưa quý vị, dọn dẹp thực bì là một công việc quan trọng trong công tác phòng chống cháy rừng. Thế nhưng, trên thực tế, các chủ rừng chưa quan tâm đầy đủ đến vấn đề này, khiến cho lượng thực bì ngày càng dày và dễ dàng bắt lửa. Nếu có đám cháy xảy ra, thì ngọn lửa sẽ lây lan rất nhanh trên diện rộng và rất khó để khống chế. Hà Tĩnh hiện có trên 359.850 ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó có gần 129.000 ha rừng dễ cháy, trải đều trên địa bàn 12 huyện, thị xã. Tuy nhiên, công tác phòng chống cháy rừng vẫn còn nhiều bất cập, đặc biệt là diện tích được giao khoán cho các hộ dân khi việc thu gom thực bì làm đường băng cản lửa chưa được chủ rừng quan tâm đúng mức, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất lớn. Giải pháp thứ nhất là chúng ta phải, một là chúng ta phải tuyên truyền vận động người dân là trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, đặc biệt là liên quan đến cái việc là ít vào rừng và vào rừng những mùa nóng nóng là mình phải có cái trách nhiệm cao. Thứ hai là đề nghị các cái chủ rừng, đặc biệt là chủ rừng ở nước, là phải có cái cấp nguồn các kinh phí đủ để cho là cái việc mà xử lý thực bì các cái vùng trọng điểm gây cháy trong cái mùa nắng nóng để có cái an toàn trong công tác phòng cháy. Trước nguy cơ cháy rừng luôn thường trực, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh hiện đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để ngăn ngừa cháy rừng, như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng các chốt gác ở cửa rừng để kiểm soát người ra vào, lắp đặt camera giám sát nhằm sớm phát hiện các điểm phát lửa, kịp thời khống chế khi có đám cháy xảy ra. Thời gian gần đây, nhiều người dân bức xúc về tình trạng ô nhiễm môi trường tại kênh Tào Khê, đoạn qua thị xã Quế Võ của tỉnh Bắc Ninh. Theo phản ánh của người dân, tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại đây đã xảy ra từ nhiều năm, nhưng từ đầu năm 2023, mức độ ô nhiễm trầm trọng hơn. Hiện nước kênh đã bắt đầu chuyển sang màu đen kịt, bốc mùi hôi thối. Việc nguồn nước bị ô nhiễm không chỉ hủy hoại các sinh vật sống dưới nước mà còn ảnh hưởng đến đời sống sản xuất và việc học tập của các em học sinh. Ghi nhận của phóng viên VTC. Bầu không khí trong lành hiếm hoi chỉ xuất hiện sau mỗi trận mưa lớn khi nước thải được rửa trôi. Còn hàng ngày, tình trạng ô nhiễm là những gì người dân sống cạnh kênh Tào Khê, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh phải chung sống. Mỗi khi nhiệt độ tăng cao thì mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, ảnh hưởng đến việc học của các cháu học sinh ở trường mầm non, trường cấp 1, cấp 2 và cuộc sống sinh hoạt của người dân gần khu bờ kênh. Tháng nó 4 lần mà xả ra là nước đen ngòm luôn. Nếu mà xả ra một hôm nào mà nước nó chảy nhanh ấy, thì độ khoảng 3 ngày. Nếu mà hôm nào mà nước nó đứng lại ấy, thì phải một tuần. Mà thối không thể tưởng tượng được, đến học sinh lên nó phải kêu. Cho nên là ô nhiễm lắm, cho nên là các vị xem thế nào để giải quyết cái vấn đề cho nó sạch sẽ. Một là nước nó chảy vào những các giếng nhà người ta chung quanh đây, người ta chưa có nước sạch để dùng. Hai nữa, ô nhiễm học sinh đây là nó hai trường cấp 1, cấp 2. Thế đằng kia thì trường mầm non. Đấy, cho nên là rất buồn thiểu. Nước này là dùng để tưới tiêu cả một cái huyện này, huyện Quế Võ này chứ không phải là ở đây. Cho nên là lúa nếu mà khi mà mới xả ra là nếu cho lên là lúa là bị chết hết. Đấy, các cái lúa đấy. Chứ nếu không ấy thì là phải bơm ở sông Hồng vào. Sông Đuống lên thì mới tưới tiêu được, chứ không là lúa má rồi rau dưa là chết. Không thể ấy được. Trước kiến nghị phản ánh của người dân thị xã Quế Võ, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường của thành phố Bắc Ninh, thị xã Quế Võ và huyện Tiên Du khảo sát hiện trạng kênh Tào Khê, đồng thời lấy mẫu nước tại một số vị trí để phân tích. Kết quả cho thấy, nhiều thông số vừa rất nhiều lần, quy chuẩn cho phép từ 2 đến 4 lần. Nguyên nhân gây ô nhiễm nước sông Tào Khê là một cái nguồn chính và là từ ô nhiễm nước thải chảy từ làng bún khắc niệm của thành phố Bắc Ninh chảy xuống. Nhưng bên cạnh những cái nguồn ô nhiễm chảy vào kênh Tào Khê thì cũng có sự góp phần của nước thải sinh hoạt của các địa phương mà chảy có kênh chảy qua. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ô nhiễm của kênh Tào Khê. Quá trình kiểm tra thực tế phát hiện nguồn nước thải từ làng nghề bún khắc niệm chưa qua xử lý chảy ra kênh Tào Khê. Trước cái thực trạng ô nhiễm môi trường của kênh Tào Khê thì chúng tôi cũng đã có các văn bản gửi Ủy ban nhân dân các huyện
huyện Tiến Du cũng như là Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh để triển khai các cái giải pháp xử lý các cái nguồn thải. Ô nhiễm môi trường làng nghề là vấn đề nhức nhối tại Bắc Ninh nhiều năm qua. Dòng kênh Tào Khê ô nhiễm thì đã rõ. Nhưng làm thế nào để xử lý được vấn đề nhức nhối này, để không biến dòng kênh này thành dòng kênh chết, đang là câu hỏi đặt ra để các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh vào cuộc xử lý.